Chỉnh thế đấy. Hai hớp nói, hai hớp nói. Yên yên. Có khứn. Nhưng mà thiếu này, mà thiếu này. Chỉ tổ chịu nằm đấy. Nhưng mà luôn yên. Ôi, tôi có thể lo, tôi chẳng muốn gì nữa. Ừ. Mà châu đi là lo như thế này. Bốn thôi. Ừ. Hồi là lẽ là hồi hi hữu năm lẻ lao đây mà. Nhưng mà bà này, ừ. Không lăn với nhỉ, không có càng chứ lao không lăn với không ngàn. Bước cho lại hôm hơn này đó. Bước lên bày này đó. Chắc là lao phải sống nữa là nó mạo. Nó mạo cái đây. Mạo cái đây nó mới đi cải nó. Nó chưa có nó chi một cái dây ra cũng mạo. Ừ. Thế ông cái gì đông tính? Mày lấy mẹ là cả cho cái gì ấy. Ừ, tôi nhìn thẳng ra. Không có lo, tôi lo nó nhìn. Áo mất tao nó sợ không mà. Nó lo nó phải đuôi nè. Nó máy nó phải đuôi. Nó máy luộc, là cả nó máy lấy nè. Nó mới lấy. Nó, cháu sẽ bị kiên. Nó mới bị kiên. Ừ, hôm. Bà là tàn cái bửng nó nhẹ nhẹ. Not that I understand any other dialect. Usually I can catch a word or two in a sentence. มันจะให้เพิ่นนั่นล่ะต้องไปเกี่ยว